Ui, ui, quả đấy to đấy. Ui, nhưng mà to quá. Ừ. Quả này. Hay là quả này các bạn nhỉ? À. Nhìn quả nào cũng ngon. Ui, quả này đi. Ui, trời ơi, nhìn đẹp đẹp. Ui trời ơi. Nhìn non mơn mởn thế này không ngon mới lạ các bạn ạ. Nope. Bột cánh ớt này các bạn ơi, nhìn hấp dẫn không? Ui trời ơi. Ui ui ui. 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 Ôi trời ơi, anh có rồi, anh ăn cái gì đấy? Anh ăn mít non chấm bột canh. Món này anh mới học được ở trên TikTok ấy. Ngon lắm. Thật. Nhìn hấp dẫn đấy anh ạ, anh thử ăn xem nào. Trời ơi. Ngon không? Chát quá, gì nữa. Chát quá các bạn ạ. Món mới trên TikTok đấy. Lại học theo TikTok rồi. Mà ấy, ở trên TikTok ấy thì có món ấy người ta làm ấy là đúng sự thật là ngon, nhưng mà ấy cũng có nhiều món người ta chôn mình thôi. Vậy thì hôm nay Hà Sam ấy quyết định sẽ rủ Co này, anh Gấu Đỏ ấy, cùng làm theo những món ăn ở trên TikTok thử xem ấy là các món ấy có giống ở trong TikTok và có ngon hay thật sự hay không các bạn nha. Tưởng gì chứ, cứ mấy cái món ở trên TikTok đã làm được hết. Thật không? Thật. Đây nha, tớ cho cậu xem một món này này. Đu đủ nhồi trứng. Đấy. Wow. Hấp dẫn chưa? Ui, nhìn thì ngon đấy, nhưng mà ấy, liệu người ta có lừa mình không? Hả? Hay là ấy, làm cái ra vẻ đấy thôi? Ngon như, đi theo tớ. Cái gì? Mày định chặt cây đu đủ nhà anh á? Thôi 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 thôi, anh đừng nóng, đừng nóng. Anh không cho em chặt nữa thì thôi, để em đi tìm cây khác anh ạ. Anh phải cảm ơn mày ấy. Nope. Tại vì hôm qua bố anh bảo chặt cây này vì nó sâu bệnh quá rồi, nhưng mà anh chưa kịp chặt. Thế mày cứ chặt đi, không phải đi tìm cây khác đâu. Chặt đi, chặt đi. Năm nay là năm tam tai của đu đủ và măng cụt. Cây đu đủ nhà anh Gấu Đỏ ấy cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng đấy là người ta lấy ngọn đu đủ, còn tớ chỉ lấy thân thôi mà. Ôi giời ơi, thế cậu lấy thân thì ngọn nào mà sống được. Gọi đi. Thôi tất cả vì một món ăn ngon. Cũng may là cây đu đủ này nhà anh nó sâu rồi, anh mới cho chặt. Mà anh Gấu Đỏ ơi, nếu mà cây đu đủ này sâu ấy, liệu nấu lên ấy nó có sâu ở trong đấy không anh nhỉ? Không có đâu. Tí nữa phải rửa sạch sẽ đúng không có? Đúng rồi anh ạ. Lõi đu đủ sẵn sàng rồi các bạn ơi, nhìn ngon không phải, rất là hấp dẫn. Còn đây là trứng, để xem Cò sẽ chế biến như nào các bạn nhá. Nóng rồi, dầu nóng rồi, bây giờ cho vào thôi. Đấy, lõi đu đủ. Ôi, các bạn ơi, chủ luôn này. Ui, ôi. Trứng. Đây. À, bây giờ cho trứng vào nha các bạn nhá. Úi dồi. Đây luôn này. Đây luôn này, nhìn này. Ôi ôi. Tiêu. Chào luôn. Anh Gấu Đỏ ơi, bà mê món trứng nữa anh ạ. Nhìn cái món gì mà nó liên quan đến trứng thì em đều thích này. Cái ở trứng hải cứu này, trứng mướp đắng này là em cũng thích. Mà lần đầu tiên được ăn là trứng lõi đu đủ anh ạ. Bây giờ mình sẽ cho bột ớt vào nha các bạn nha. Ây da, ây da, ây. Thánh đắc bột ớt. Thế rồi không cay. Nhưng mà món trứng này là thiếu hành. Hành. Ừ. Để tớ đi nhổ hành. Nhà mình thì thiếu gì hành hả các bạn? Trứng thì phải có hành nó mới ngon. Được rồi. Ôi nhìn này các bạn. Chân nhiều không? Anh thấy em chân nhiều không? Anh ơi, em thấy giống cái món mà kiểu như cái món ống tủy anh ạ. Ống tủy rán, ống tủy nướng ấy. Ngon ha. Wow. Nhìn đây như kiểu là khúc xương bò ấy. Lật làm sao mà để trứng không bị rơi ra ngoài, đấy mới gọi là đẳng cấp. Ui trời ơi, giống ở trên TikTok rồi đấy cò ơi. Quá hấp dẫn luôn này ạ. Ui trời ơi, nhìn này các ui bạn lại còn thơm nữa. Ui. Anh ơi, được ăn chưa anh? Ăn đi.
Thôi để em ăn. Có rất là khéo tay các bạn đã làm lại còn có cái thanh ở trên rắc rất nhìn rất là thơm ngon đấy. Em sẽ chọn cái miếng này. Lần đầu tiên được ăn đu đủ nhồi trứng. Không cắn à? Ôi ôi. Ngon không? Sao đấy à, sao? Ngon lắm, đắng là bã như kiểu là ăn cái mía. Ăn cái bã mía mà nó hết ngọt đấy. Tao xem ở trên TV thấy cái ta ăn ngon lắm mà. Ủa, kinh lắm em ơi. Co thử cho nào co. Ui, cứng cứng. Nhìn ăn như ăn măng ấy kìa. Ui. Thế nào? Ngon rồi. Đắng mà không ngon, không ngon. Em nghĩ có khi là ăn cái gõi cứng trong rồi thôi. Chứng tỏ là video này của cò là không thành công các bạn nhá. Các bạn cũng đừng làm theo, không ăn được đâu các bạn ạ, đắng lắm. Ui ơi, ăn món của cò nó vẫn gây cổ hả Tâm ạ? Món của cò không thành công, nhưng mà món của em ấy đảm bảo 100% thành công anh Gấu Đỏ. Món gì? Tâm que cổng trường tự làm. Ơi, đây nè. Ngon nhỉ? Đúng là mấy cái tăm cây anh hay ăn ở cổng trường. Đúng rồi, nhưng mà tự làm là an toàn hơn đấy anh. Làm cơm nguội, không biết có thành công hay không. Trời ơi, anh tin tưởng với em chứ. Được. Làm tăm que từ cơm nguội thì không thể nào thiếu cơm nguội được rồi. Anh cứ đổ cơm nguội vào đây cho em. Nhiều không Hà Tham ơi? Cứ anh cứ cho vào cho em. Được rồi. Rồi, ok, cho một ít nước tương lên. Rồi. Rồi. Hình như anh thấy người ta cho bột ớt này. Đúng rồi. Một muỗng bột ớt. Một muỗng bột ớt. Ăn cay thì cho cay nhiều, mà ăn không cay nhiều thì mình cho ít anh ạ. Đúng. Rồi, một muỗng đường. Rồi, một muỗng đường. Ôi, vừa cay cay, vừa chua chua, vừa ngọt ngọt, ngon lắm các bạn ơi. 5 muỗng bột mì à Tam ạ? Vâng. Rồi, 5 muỗng bột mì. 1. Rồi, 3 muỗng bột năng, anh đổ đó. 1, 2, 3. Nước sôi. Ôi trời ơi. Khuấy đi anh ơi. Từ. Úi trời ơi, đã thấy dẻo. Ui, đây, Hà Tham ơi. Chóng ngoắn rồi đúng không? Ôi, được rồi đấy, được rồi đấy. Bây giờ là nghĩa. Cái món cơm nguội này kể ra làm được nhiều món phết đấy các bạn ạ. Cơm rang trứng cũng ngon đúng không Hà Tham? Đúng rồi. Úi trời ơi, gì này, dẻo không? Mà anh ơi, cơm nguội này sử dụng ấy là nó đỡ phí đúng không anh? Ừ. Mình làm các món ăn vặt đây là nó đỡ phí luôn. Mà lại an toàn các bạn ạ. Ui trời ơi. Nhẹ nhàng thôi Hà Tham. Các bạn ơi, từ một ít cơm nguội bây giờ đã thành một cục bột rất là dẻo các bạn ạ. Đấy. Ôi nhìn này. Ui, màu bây giờ nó hơi cam cam. Màu nãy là vẫn chưa giống với lại màu tăm que đúng không các bạn? Màu tăm que là nó đậm hơn. Nhưng mà tí nữa là mình phải pha nước sốt anh ạ. Đấy, bắt đầu là mình làm cái giai đoạn 2 thì mới giống được. Ui dồi ôi, bây giờ là phải cán mỏng nó ra. Mà không có cái đồ cán. Nên là chúng mình phải sử dụng cái chai này các bạn ơi. Cho thêm bột mì vào khỏi dính. Cho thêm bột mì vào. Ui trời ơi, dính lắm, dính lắm. Đấy. Cho thêm nhiều nhiều vào anh ơi. Đấy, khỏi dính chai. Càng mỏng càng giống là Tham ạ. Đúng. Vâng. Ui. Wow, dài nè. Nhìn rất là chuyên nghiệp luôn các bạn. Như thợ làm bánh luôn các bạn ạ. Wow. Rồi bây giờ là cắt một ít đi anh ơi. Cắt cho vuông vắn đúng không? Đúng rồi, bây giờ em sẽ cắt ngắn từng đây trước đi. Đấy. Ây chà, đúng lắm rồi. Đây, bỏ những cái phần thừa này ra anh ạ. Đây. Một cái. Đấy, một cái. À, được ba cái. Được ba cái. Có vẻ hơi to. Cái này nhá, sau rồi là mình sẽ khứa vào đây một ít anh ơi. Rồi. À. Đây. Đẹp ơi, có đỡ ơi, nhìn này. Được một mặt thôi. Nhìn này. Wow, nhìn giống tăm que chưa? Mà cái tăm que này là bây giờ chúng mình sẽ phải mang đi hấp nha các bạn nha. Đặt vào đây, Tam ơi, đặt vào đây, đặt vào đây. Đây.
chín rồi. Anh Cú Đỏ, nhấc ra anh Cú Đỏ. Thôi, gắp ra luôn hả Tham ơi. Ui ôi, nhìn này các bạn ơi. Ui. Nhìn hấp dẫn chưa? Nhưng mà thế này vẫn chưa xong đâu đúng không? Đúng rồi anh ạ. Mình ấy là phải pha cái nước gọi là để trộn vào. Xong đó thì mới là được thành cái gia vị của cái tăm cay này anh ạ. Ui giời ơi, thế thì em pha luôn đi để còn nấu để ăn anh thèm quá rồi. Bạn ơi nhìn này, cái sợi này. Đây này, miếng này này. Nhìn dai không? Rất là dai luôn. Dai. Nhìn ngon lắm rồi các bạn ơi, nhưng mà mình phải làm cái màu nó giống nữa ăn nó mới ngon. Pha đi để anh gấp nước cái này ra. Một muỗng bột ớt nè. Một muỗng đường. Nhìn có vẻ mất nhiều gia vị ấy, nhưng mà không biết là có đúng thành rồi. Công hay không. Một muỗng này là muỗng vừng này anh có đỏ ơi. Ui trời ơi. Hạt nêm 2 muỗng. Hạt nêm 2 muỗng. Ơi, nước tương 2 muỗng. Anh bật bếp dần nhá. Ui trời ơi. 2 muỗng. Rồi, còn có cả bột cà ri này nữa các bạn ơi. Đổ hết một gói luôn là sao ơi? Thơm lắm luôn ấy. Đây là nước sốt thần thánh các bạn ạ. Ui, ta có bắn nhé. Bảo lên anh Cú Đỏ ơi. Ôi trời ơi. Thơm lắm anh ạ. Thơm không? Quá thơm luôn. Ui trời ơi. Đảo thật nhanh anh ạ. Ui trời ơi các bạn ui. Bám hết lên bánh rồi kìa các bạn ơi, nhìn ngon không? Thơm cay chưa anh ơi? Bây giờ chỉ còn chờ mỗi thưởng thức trăm vị của nó như nào thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái này phải đảo nhanh anh ạ. Không là kiểu như là nó khô hết đúng không? Khô đúng rồi. Cái nước sốt này nó nhanh khô lắm. Nhìn hấp dẫn không này các bạn ơi. Ui. Giống tăm cay chưa hả sao? Ôi giời, em làm thì lại chả giống anh. Mà mùi của em thấy cũng giống anh ạ. Tăm cay TikTok, ăn không biết có ngon hay không. Bây giờ chúng ta cùng thử nhá. Anh sẽ ăn cái này đầu tiên, nhìn cái đầu tiên này hấp dẫn. Ui nóng thế. Vẫn nóng hả anh? Wow. Đầu tiên là chưa ăn đã nhận xét hình thức luôn. Ngon. Ngon. Giống tăm cay lắm rồi sao mà. Làm anh chả giống. Thơm thơm đúng không anh? Thơm, dai dai, mềm mềm. Ăn đi ngon lắm. Nhìn này các bạn ơi, đầu tiên là về hình thức này. Màu đỏ này rất giống với lại tăm cay là ở trường của mình đúng không? Đây, bây giờ thì mình ăn nha, mình ăn miếng này các bạn ơi. Ui ui. Ui, ngon đúng không? Ăn từ từ em ăn một phát đến luôn một cái. Ủa, không bạn là ngon các bạn ạ. Mà rất là dai này các bạn ơi. Rất là dai này. Cái sợi đó này. Ui. Dài lắm. Còn cái này hơi nóng kéo hơi khó. Ngon lắm luôn ấy. Có, ăn thử cái đi. Rất là ngon luôn. Làm em nuốt nước bọt từ nãy rồi. Ui trời ơi, giảm được thử nước. Ngon lắm anh ạ. Anh này ăn thêm cái nữa, phải tí nữa Hà Sam ăn hết. Nhưng mà món này tuy ngon nhưng mà hơi cay. Ăn từ từ, anh em không mang nước ở đây. Bây giờ anh cho bọn em xem một món anh cũng mới học ở trên TikTok. Rất là mát, rất là ngon luôn. Anh ăn đi rồi anh em đi làm. Món gì được nhỉ, nếu mà món đấy chẳng lẽ là món kem mà anh có đỏ. Không phải món kem, đi thôi anh. Chất lượng không có. Quá ngon luôn anh ạ. Đang ăn cay phồng mồm mà được ăn món thạch hoa quả này thì còn gì tuyệt bằng nữa. Nhưng mà quan trọng là anh có làm được hay không. Rồi, quan trọng là có thành công hay không, người ta có hướng dẫn đúng hay không thôi. Chứ còn anh làm được hết. Cho em xin miếng. Đang để làm thạch hoa quả mà các bạn nhìn thấy đẹp chưa. Cái cốc của mình nó hơi ngắn nên mình chỉ làm được 2 quả thôi các bạn ạ. Còn người ta làm được mấy quả liền. Ui trời ơi. Sủi rồi, nước sữa đã sủi rồi, bây giờ cho bột thạch vào thôi. Có, khoáng canh. Khoáng đào vào, mình phải cho đào vào không thì bị vón cục ấy. À Tam đang thấy ngửi thơm quá đúng không? Anh ơi, cái nước sữa này là em thích lắm luôn nè. Sữa mà lại là làm cả thạch hoa quả thế này thì còn gì tuyệt bằng nữa. Đưa anh khoáng cho, món này để đích thân anh làm.
Bình thường ấy là em chỉ thấy thạch hoa quả, ví dụ như là thạch màu vàng này, hoặc là màu xanh này, hoặc là màu đỏ này, đúng không có? Đúng. Nhưng rồi. Mà đây là lần đầu tiên em thấy mà thạch màu trắng này bọc lại còn bọc hoa quả trong anh ạ. Làm màu trắng thì quả cam này ở trong mới nổi màu được. Anh sẽ khoáng cái này trong vòng 5 phút. Được rồi, coi. Cái này phải đặt vào nước này để cho đỡ bị chảy cốc, tại vì nóng quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vào. Anh bỏ cái này ra. Giữ chặt nhá. Ok anh. Nào. Nào, đổ đi. Wow. Đây chưa? Được rồi. Ngập luôn này anh ơi. Wow. Ui, quá là hấp dẫn này. Luôn. Nhìn trong này là nước đá các bạn nhá. Trông như kiểu là nước đậu ấy anh hiểu rồi. Ôi. Bây giờ phải đợi một tí nữa để cho đông lại rồi chúng mình sẽ ăn thôi đúng không các bạn? Cuối cùng thì hộp thạch TikTok đã đông rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng mình sẽ tháo ra xem như thế nào nhá. Ôi. Được không anh ạ? Ui. Nhìn này nó hình trụ luôn này, nó thành cái cột luôn này anh có đó. Đây cam này. Ở trên này vẫn lộ quả cam này các bạn ơi. Giống ở trong TikTok kìa à, sao? Giống ở rồi trong TikTok ạ. Người ta cứ thế này người ta cầm người ta ăn luôn. Nhưng mà thôi anh cắt ra để cho bọn em ăn cùng với. Nào anh thái ra đi. Ui. Wow. Ngon không này? Ui. Đẹp thế anh có đó, nhìn đẹp dã man luôn ấy. Wow. Đúng chưa? Các em nhìn xem đẹp không? Ở bên ngoài màu trắng, còn ở giữa là cam này, màu vàng vàng rất là đẹp luôn. Xin dã man luôn ấy. Cho cỏ một miếng. Ui, em xin. Ăn thử xem ngon không? Ôi, mình mời tất cả các bạn nhá. Ui dồi ôi, thế nào? Mát. Ngon, ngon. Có giống ở trong TikTok không? Nhìn anh ăn này. Thạch nhưng mà là đi hết rồi. Thạch ở ngoài thì mát, còn ở bên trong thì cam thì chua chua ngọt ngọt, rất là ngon các bạn ạ. Em cũng bắt trước anh câu đỏ này. Em cũng có một lọ này, nhưng mà bên trong là cái gì thì anh tí nữa khác biết. Liệu có thành công giống của anh không? Ê, rút lên được hay không hả Sam? Nhìn nè. Đúng. Anh đoán đây là thanh long ruột đỏ. Dâu tây anh ạ. Hai người đoạn sai rồi. Cắt ra. Ui nhìn đẹp quá. Cẩn thận trơn đấy, rất là trơn luôn các bạn ạ. Ui. Wow. Đỏ chót luôn này các bạn ơi. Nhìn kìa, đẹp không? Nhưng mà cái của Hà Sa bị lệch cái áo đỏ không được còn nữa đẹp ơi. Rồi, ui. Wow. Có, thử miếng luôn. Ui dồi. Ui. Mát. Mát, ngon. Ui dồi, ngọt lắm anh ạ. Mời các bạn nha. Ui. Ôi. Nhưng mà không dã man luôn ấy. Nó cứ bị long long này. Nó không dính được như kiểu là của quả cam này đúng không các bạn? Vậy là ngày hôm nay chúng mình đã làm theo những món ăn triệu view ở trên TikTok. Và món của gấu đỏ thành công nhất đúng không các bạn? Sao anh gấu đỏ là đến món của Hà Sam cũng thành công không kém. Còn món của em tuy ăn không ngon ấy, nhưng mà nhìn cũng đẹp mà. Còn các bạn xem video thấy món ăn nào ngon nhất thì bình luận cho chúng mình biết với nha. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn nha. Bye bye.